Tuấn Cường Vlog, bạn người chăn nuôi. Đây là chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là thứ bảy ngày 10 tháng 6 2023 làm video mua bán bò nha anh em. Trở lại chợ bò của anh Lãm ở Lô Cô A, xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh nha anh em. Anh Lãm có cái về cái lô bò mới nha anh em, giá rất là mềm, giá ok nha anh em. Anh Lãm ship khắp khu vực miền Tây ở miền ngoài nha. Anh em nào cần số lượng nhiều thì liên hệ số điện thoại với màn hình gặp anh Lãm nha. Vô chuồng quay cận cảnh là báo giá chi tiết từng cặp cho các anh em xem nha. Rồi cặp đầu tiên nha anh em, cặp giá đực, cặp giá đực này vẫn 5 tháng tuổi nha anh em. Để đào họ đo hạo trước cho các anh em xem cho động trạng nha anh em. Cận cảnh muốn sò nha, to sự khối nha anh em, nhìn cũng thẳng luôn, rất là đẹp bò nha anh em. Thực ra 5 tháng rồi nè, giá rất là ok nha anh em, giá mềm. Rồi thì cặp rồi chi tiết cho các anh em xem nha. Rồi đưa thấu cạo cho các anh em xem. Rồi một cách đất có về nha anh em. Bò vẫn nói chung là 5 tháng bò. Còn lại cũng mềm, rất là cái gì mất đi rồi anh em. Chị cặp bò này cái được em được 5 tháng này anh Lãm chưa cặp này là 17.500 nha anh em. Giá rất là mềm. Cặp được 5 tháng này 17.500. Có 10 triệu một con là giá rất ok rồi nè, chim to cao rồi nè. Cặp được 5 tháng này có 17.500. Có anh em nào cần thì liên hệ số điện thoại cho mình hình gặp anh Lãm nha. Số điện thoại Zalo nè anh em. Nên mình muốn quay chi tiết thì anh Lãm quay chi tiết cho cái này mình xem lại nha. Rồi tới cặp số 2 nha anh em, con 3B, một con kem, cái kem được kem nha, được 3B nó bị dướng đứt đuôi nha anh em, 3B bị dướng đứt đuôi, bò cũng trứng trên 5 tháng nha anh em, ở 1m lẻ. Cặp này giá cũng mềm nha anh em, con đực một con 3B, chân móng sò nha anh em, 3B bị dướng vô cái thành chuồng kéo vậy mình đứt hơi đứt đuôi nha anh em, chân móng sò thẳng cao nha anh em, đứt trên đỉnh lồng nha anh em, không sao. Rồi thì cái cặp này một con AB, một con kem đực, thì cặp này Lãm kêu là 15.500 nha anh em. Rồi giá rất là mềm, giá là không thể nào rẻ hơn như hiện nay nha anh em. Bò giá rất là mềm. Một cặp này 15.500. Anh em nào nhanh tay chốt điện thoại Zalo có Lãm nha, khắp khu vực miền Tây luôn nha, Lãm giao. Rồi tới một con được lỡ nha, 10 tháng tuổi nha nè, con này được lỡ 10 tháng tuổi, rất là cao bò nha anh em, to thước cho các anh em nhìn xem luôn nha. Chỗ gần nhất là 1.2 lẻ luôn anh em, chỗ thấp nhất cũng 1.2 lẻ luôn anh em, rất là cao bò, chân chẳng móng sò thẳng lưng thẳng. Anh em muốn dỗ béo nhanh thì hệ với Lãm mà chốt con này nha, con này giá rất là mềm nha anh em, con này được lỡ 10 tháng tuổi,
giá chỉ 14.500 nha anh em. Anh em là dỗ nhanh nha, đủ thì nuôi những con bò rẻ đủ bỏ bê nha, hơi ốm nha. Anh em muốn dỗ nhanh thì liên hệ với Lãm mua con này ra 14.500, được lỡ 10 tháng tuổi. Chiều cao 1m20 luôn nha anh em, chắc là cao bò chân to. Đó, lưng thẳng, lưng được bò đẹp rồi nha anh em. Được lỡ này 10 tháng tuổi, 14.500. Đây là muốn chốt thì liên hệ trực tiếp với Lãm nha. Rồi có một con cái kèm, cái kèm là rất là đẹp nha anh em. Đứt lưng mình cần móng tò nha anh em. Cái kèm này là 8 tháng tuổi nha anh em, rất là cao bò nha, 8 tháng tuổi rất là đẹp móng bò. Anh em cũng làm nái nền thì lúc đi Lãm nha, Lãm đo hào chiều cao cho các anh em cùng xem luôn nha. Con này thì 1m1 lẻ, em nhìn từ xa 1m1 lẻ này nè. Thì con cái kem này 8 tháng tuổi, Lãm kêu là 10 triệu nha anh em. Cái kem 8 tháng 10 triệu nha anh em, rất là đẹp bò. Thì mình xin nhắc lại địa chỉ của anh Lãm, số điện thoại của Lãm nha, số điện thoại Zalo luôn anh em. Số điện thoại Zalo của Lãm là 032 888 0109, ở Lô Cô A, xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Thì Lãm giao khắp khu vực miền Tây, ở miền ngoài luôn, số lượng nhiều luôn anh em. Về từng anh Lãm về cái lô bò như thế này anh em, anh em nào cần số lượng bò nhiều thì liên hệ với anh Lãm. Ai muốn mua thì ghép xe, có chuyến ghép xe thì gỡ cái tiền xe nha. Rồi tới cặp tiếp theo nha anh em, cặp cái kem 5 tháng tuổi, cặp cái kem 5 tháng nha anh em, rất là cao nha anh em, 5 tháng là rất cao, bò rất đẹp rồi. Rồi Lãm gạo thì cao tới cái này 100 nha. Thì anh em nào có chốt thì có chuyến xe đi ngang ghép đỡ tốn tiền xe luôn anh em. Bò này 5 tháng tuổi nha anh em. Kết lẻ. Rồi thì cặp bò 5 tháng tuổi, cái kem 5 tháng tuổi này, cặp này anh Lãm kêu là 14.500 nha nè. 14.500. Cặp bò cái kem. Cái kem tơ. Nên là muốn kết bạn Zalo với anh Lãm nha, quay trực tiếp bò cho các anh xem cùng xem. Anh em là muốn mua loại bò gì, giống gì, bò gì, đủ loại chân nha, mẹ con đều có nha anh em. Anh em nào có liên hệ với Lãm để nhận bò nha, chốt bò có anh Lãm sẽ quay cho các anh em, đưa các anh em xem điều kỳ anh em chốt giá nha. Rồi cặp cái kem tơ 5 tháng tuổi này 14.500. Rồi tới bộ mẹ con nha anh em. Con mẹ chim nha. Cái kem được 4 tháng tuổi rồi nha anh em. Đó đòi hỏi chiều cao cho các em nha mẹ con luôn nha. Nghe được 4 tháng tuổi. Mẹ xin nha anh em. Ở quay xa tôi ra đây mình xem chim, mẹ xin gì rất là đẹp nha anh em. Nên là muốn làm nền nái, nền cái xin thì liên hệ bộ mẹ con này nha. Bao tặc lỗi cho các anh em luôn nha anh em. Bao đổi trả.
thì bộ mẹ con cá sim này cái được 4 tháng tuổi, điện lãm kêu là 16 triệu nghe năm. Đó, anh em nào cần thì liên hệ số điện thoại trên màn hình nhập anh lãm nha, số điện thoại Zalo. Rồi cặp mẹ con cá sim này là 16 triệu nghe năm. Rồi là nhắc lại số điện thoại của anh lãm là 03288 0109 nha.